Đồng hồ Vang Vọng Sài Gòn tiếp tục lên sóng một cái sản phẩm đồng hồ côn cổ treo tường nguyên bản của Pháp để mà quý vị và các bác cùng chia sẻ niềm đam mê đồng hồ cũng như là giao lưu với đồng hồ Vang Vọng. Sản phẩm ngày hôm nay đồng hồ Vang Vọng sẽ giới thiệu cho tới quý vị là một trong những cái mẫu thiết kế vô cùng đặc trưng. Đây là một trong những cái phiên bản thiết kế đồng hồ riêng biệt mà chỉ thương hiệu FR sở hữu các bác nhé. Thiết kế thùng cực kỳ là đẹp mắt mà các bác đang nhìn thấy ngay đây. Chiếc đồng hồ này em xin được phép giới thiệu tên. Đây là sản phẩm đồng hồ FFR từ Pháp các bác nhé. Về phần thiết kế này có gì đặc biệt mà chỉ thương hiệu FR có? Trước hết thì chúng ta sẽ có một phần thiết kế toàn bộ là kiểu dáng thùng bay. Và ở hai bên cánh các bác có thể thấy được làm dáng lượn, đúng không ạ? Gần như là kiểu dáng cánh bướm và hóp và ở giữa như là một cái phần đồng hồ cát, đúng không ạ? Các bác có thể thấy nhá. Ở chính vị trí trung tâm ở hai bên sẽ được thu nhỏ lại và hai bên đầu sẽ được đẩy lồi ra hơn. Toàn bộ phần mặt cánh của chúng ta sẽ có phần kích thước phần thùng thì đúng hơn ạ. Chiều cao sẽ là 57 cm và phần chiều ngang là 50 cm các bác nhá. Trên cái phần cánh đó thì chúng ta có thể thấy là vẻ đẹp của các cái vân gỗ nu đặt đối xứng nhau. Và các cái vân gỗ nu này đều là những cái vân gỗ tuyển chọn cho chúng ta những cái màu sắc như là vân hổ phách rất là đẹp, đúng không ạ? Hai bên đối xứng nhau này. Rồi ở vị trí trung tâm thì các cái lớp gỗ cũng được đối xứng nhau hoàn toàn cực kỳ là đẹp mắt. Đó, thiết kế cánh cong tạo cho chúng ta cái độ bóng của vân gỗ khi mà chúng ta nhìn rất là đẹp và nổi bật. Rồi, tiếp theo đó về các cái chi tiết điểm nhấn trên phần cánh thùng, chúng ta sẽ có hai chùm quả lớn ở hai bên. Thường thường chúng ta hay thấy các cái phần chi tiết chùm quả này nó sẽ đính ở cái phần trung tâm của hai bên cánh, đúng không ạ? Nhưng với cái phần thiết kế này nó sẽ điểm trực tiếp bên cạnh cái phần mặt số luôn và giúp chúng ta có thể thấy rằng cái phần mặt số rất là nổi bật ở vị trí trung tâm. Mọi cái sự tập trung của chiếc đồng hồ khi mà chúng ta mới nhìn vào sẽ đẩy hết vào phần mặt số. Đó. Vị trí trung tâm của chúng ta sẽ có một bộ mặt số nổi. Phía bên ngoài những cái chiếc EFR số nổi thì sẽ có một lớp kính mô cong để mà bảo vệ. Các bác sẽ thấy được cái sự tương đồng với những cái chiếc hiệu những cái chiếc đồng hồ của thương hiệu VDS, đúng không ạ? Đa phần gần như là các cái sản phẩm của đồng hồ VDS đều sẽ có một phần kính mô cong ở phía bên ngoài như thế này. Và thương hiệu EFR thường đặt chúng ở trên những cái chiếc số nổi của mình. Rất là đẹp, đúng không ạ? Cho chúng ta một cái chiều sâu, các bác có thể nhìn thấy hình ảnh mà khi đi qua cái bộ kính cong nhá. Rất là đẹp và thu hút. Phía trong là một bộ số nổi. Từng con số thì đều trong cái tình trạng rất là đẹp và là dễ nhìn, rất là dễ để mà theo dõi thời gian nữa. Khi mà kết hợp cùng với đó là một bộ kim mắt ngỗng, đó, mũi kim nhọn và chỉ điểm từng cái vạch phút ở trên phần mặt số rất là dễ nhìn. Một lát nữa em sẽ mở phần cánh ra và chúng ta sẽ quan sát cái phần mặt số kỹ hơn nhé. Rồi, tiếp theo cái chi tiết điểm tiếp theo ở phần cánh thùng chúng ta sẽ có một phần tay cầm. Đây là kiểu dáng tay cầm hình chiếc dây rất là quen thuộc của thương hiệu FR, màu vàng, rất là sang trọng và gắn trực tiếp ở bên phía mặt trái, đúng không ạ? Bên phía tay trái của phần cánh thùng. Đó. Rồi, tiếp theo ở vị trí nửa dưới, chúng ta sẽ có một bộ kính tráng gương. Tình trạng của bộ kính thì các bác có thể tự quan sát giúp em. Vì đây là một trong những cái bộ kính còn rất là đẹp, chưa có những cái dấu hiệu hao mòn, mờ kính ảo ở trên cái phần kính này. Và thêm một cái điểm nhấn nữa, đó là phần mặt lắc bên trong. Đa phần những cái phần mặt lắc chúng ta thấy thì sẽ không có độ bóng sáng như thế này đâu. Bởi vì đây là một trong những cái số ít những cái phần mặt lắc được mạ chrome và cho chúng ta thấy được cái vẻ đẹp không khác gì cái phần tráng gương của kính ở phía bên ngoài, bóng sáng và nổi bật. Rồi, tiếp theo đó, ở cái phần thiết kế thùng này chúng ta có thể thấy nhá, điểm nhấn ở mỗi cái phần trung tâm cánh đều được đặt các cái phần bo tròn như thế này, đó. Tất cả các cái vị trí các bác nhá, hai bên rồi vị trí dưới đáy thùng. Bên trên thùng, bên trên đầu thùng thì sẽ là một cái phần kiểu dáng xếp chồng các lớp gỗ mà không điểm nhấn như thế. Đó, cho chúng ta một cái vẻ đẹp thiết kế rất là hoàn mỹ, được không ạ? Rồi, như em đã giới thiệu thì bây giờ em sẽ mở phần cánh thùng ra. Hai khóa các bác nhá, khóa trên và khóa dưới thì đều còn đầy đủ là những cái phần móc khóa một co. Bên trong đây thì trước hết em sẽ quay phần mặt số như em đã giới thiệu. Logo thương hiệu EFR với chữ FFR. Phần biểu tượng mặt trời mọc, đó. Tên bản nhạc chơi lên là Veritable God Winter này, Cardinal Romance rồi Mobile. Rất là nhiều cái thông tin ở xung quanh cái phần logo của thương hiệu FR. Chúng ta sẽ có phần mặt số còn nguyên bản đầy đủ ba cái phần khuyên cốt để bảo vệ cái phần mặt số của chúng ta. Khi mà sử dụng chúng ta sẽ có một cái phần mặt số rất là đẹp mà không bị xước sát trong cái quá trình sử dụng lên cốt. Đó, nhờ cái ba cái khuyên cốt này các bác có thể nhìn thấy các cái phần viền đây đều còn rất đẹp và chưa có những cái tình trạng gọi là xước sát. Phía dưới số 6 có một cái dòng chữ là Made in France. Đương nhiên rồi, thương hiệu FR là một thương hiệu rất là nổi tiếng của đất nước Pháp và đã được Vang Vọng sưu tầm một nguyên bản về đây để mà giao lưu cùng quý vị. Bên trong thùng đồng hồ thì còn đầy đủ các cái phụ kiện như là ốc chốt tường ở hai bên, một phần khóa gông bằng gỗ các bác nhá, một phần khóa gông gỗ rất là đặc biệt của thương hiệu FR. Sẽ có một phần tay cót đi kèm nữa, đây là phần tay cót đi kèm. Trong cái tình trạng còn đẹp sáng màu kim loại, chưa những có dấu hiệu han gì. Đó, rất là giá trị với cái chiếc đồng hồ này. Bên đây sẽ là cái phần để mà chúng ta móc treo cái phần tay cót và đây là móc treo cho cái phần quả lắc. Phần mặt lắc như gương, đúng không ạ? Các bác có thể thấy
Chắc chắn rằng một cái sản phẩm từ thời xưa thì không thể nào tránh được những cái phần xước sát, nhưng mà đây là một trong những phần mặt lắc còn rất là đẹp, tình trạng tổng thể còn rất là đáng để sưu tầm. Rồi, bên trên đây sẽ có hai phần dây khóa để mà chúng ta khóa các cái phần đầu vô để mà tạm dừng cái tiếng chuông, hoặc là vận chuyển thì sẽ cố định các cái phần đầu vô lại an toàn hơn trong quá trình vận chuyển của chúng ta. Hai phần móc lò xo thì đều sẽ có những cái phần khuyên tròn như thế này để chúng ta móc vào cái hai cái móc bên hông đây. Đó, các bác có thể thấy nhá, rất là dễ hiểu. Đó. Rồi, về cấu hình của chiếc đồng hồ này, cấu hình máy, chiếc đồng hồ này sẽ là thuộc dòng máy 8 và chơi chuông của bản nhạc Westminster. Trên nền đó là 7 gông thép và 1 gông đồng. Gông đồng bên phía điểm giờ này sẽ kết hợp với 3 gông thép còn lại và tạo nên cái tiếng chuông điểm giờ cho chúng ta, vừa ngân, nga mà cũng rất là hay. Đó, ốc chốt máy đầy đủ mọi chi tiết, đúng không ạ? Một chiếc đồng hồ hoàn toàn nguyên bản và không thiếu cái phụ kiện gì. Đó, khi giao lưu, Vong còn tặng kèm cho các bác những cái phần quà giá trị như là thước cân bằng, rồi dầu tra để mà chúng ta bảo dưỡng máy nữa, rất là yên tâm cho quá trình sử dụng các bác nhé. Còn sau đây sẽ là phần âm thanh tiếng chuông, mời các bác cùng thưởng thức. Sau đây em sẽ quay kim dài lên tròn giờ, tròn 3 giờ đấy các bác này. Các bác vừa được trải nghiệm hết toàn bộ âm thanh của chiếc đồng hồ này. Đó. Về phần thiết kế là một trong những thiết kế đặc trưng và mang đến một cái vẻ đẹp rất là sang và khác biệt, đúng không ạ? Về phần âm thanh, tiếng chuông vang ngân, giai điệu bản nhạc quét đầy đủ, tiếng chuông điểm giờ hay. Đó. Còn về cái quá trình hoạt động thì đồng hồ Vang Vọng đã bảo hành cho các bác trong vòng là 3 năm. Sau 3 năm thì vẫn hỗ trợ các bác qua cái hỗ trợ bảo hành tiếp theo. Rồi bên cạnh đó còn được nhận một cái gói bảo dưỡng trị giá 1.650.000 khi mà các bác giao lưu đồng hồ này. Khi mà sử dụng lên tới thời gian là khoảng 3 năm, chúng ta sẽ cần phải lau dầu bảo dưỡng một lần các bác nhé, để mà giúp cho chiếc đồng hồ của chúng ta sẽ hoạt động một cách bền bỉ và chính xác nhất. Đó, tặng kèm theo đó thì vẫn có dầu máy đầy đủ cho quý vị, giao lưu sản phẩm miễn phí vận chuyển toàn quốc. Các bác hoàn toàn yên tâm khi giao lưu các cái sản phẩm này từ đồng hồ Vang Vọng, bởi vì đây đều là những cái sản phẩm nguyên bản mà đồng hồ Vang Vọng sưu tầm về. Để mà giao lưu sản phẩm này, các bác có thể liên hệ trực tiếp tới đồng hồ Vang Vọng theo hai số điện thoại chính là 0912011928 và 0912011947. Đọc giúp em cái mã số là 3782 để nhận được mọi cái thông tin cũng như hình ảnh về chiếc đồng hồ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bác đã theo dõi video.